bún mực. Ăn bún riêu nhiều rồi nhưng mà bữa nay mới biết là có cái món bún riêu mực nha. Đẹp quá, hấp dẫn quá. Nhìn cái nước ngon quá. Đúng là bật cái nước bún riêu mà nấu với mình cũng ngọt đó. Ăn bún riêu mà thiếu cái này món này là không được nha. Mực này mực nhỏ nhỏ nó tươi. Tươi mà nhai nó giòn giòn, nó sực đã lắm. Wow, mời quý vị khán giả, hôm nay chúng ta lại tiếp tục về khám phá ẩm thực Cần Thơ. Và đây là mỗi một cái khu vực mà mình cũng ít đi tới lắm. Ở đây đường Trần Quang Diệu số 156C Trần Quang Diệu ở phường An Thới. Bún mực. Bún riêu hả? Ý là bún riêu mực đó hả? Dạ. Mới đầu tưởng bún mực. Mình thấy để bún mực mình hơi tò mò. Hóa ra là bún riêu mà. Bún riêu có mực hả? Tưởng là bún mà nấu với mực không á. Sẵn nha. Cái này được rồi, làm nhà đâu có giống gì đâu. Đâu có gì hết. Cái nồi nước. Ăn bún riêu nhiều rồi nhưng mà bữa nay mới biết là có cái món bún riêu mực nha. Rồi cho anh, lát cho anh một tô ít bún. Chắc chắn là quý vị khán giả sẽ hỏi tại sao mình biết một cái quán này đúng không? Nó đối diện với cây xăng Petro 28 ở đường Trần Quang Diệu, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Thật ra là ông chồng của cô này là một cái bạn nhân viên của Coleman ở bên nước mát Sài Gòn. Bạn có hấp dẫn chưa? Hấp dẫn chưa nào? Là nước trong nha kinh, nước trong. Đẹp quá, hấp dẫn quá. Rồi, quên phải không? Em bước ra. Rồi em làm tiếp đi. Rồi, ngồi đây luôn. Rồi, cảm ơn em. Hấp dẫn chưa? Trinh ăn gì gọi luôn đi Trinh. Ở đây như có món một à. Cái đũa được màu á ha, màu sắc vậy ha. Đầu tư đũa dữ. Rồi. Bây giờ thử cái nước lèo, thấy cái nước nhìn cái nước trong vá ngon quá. Kệ đi, để mày anh tự gọi đi. Để đâu mình lo, trời. Đúng là bật cái nước cũng riêu mà nấu nha, mình cũng ngọt đó. Rồi, bây giờ là đến nêm nếm. Một số bạn mà không thích vị chua thì có thể là giờ nãy là mình dùng vậy là được luôn rồi. Mình thì thích ăn hơi chua một chút xíu. Cái này tắt nó không có đủ chua. Rồi. Rung bình luôn. Rung bình. Ớt bằng. Ăn bún riêu mà thiếu cái này món này là không được nha.
là mắm tôm, bỏ vô xíu cho nó thơm. Và cuối cùng là cái này, một ít nước mắm. Rồi, giờ bắt đầu mời em xơi. Cho anh đĩa rau rau muống không đâu? Chấm. Muốn mình trộn luôn à? Không, anh để ra muốn sống. Ăn cho nó giòn, nó ngon. Đây, đó. Chấm nước mắm mặn, nước mắm ớt. Rồi, cảm ơn. Ăn cái vị nó lạ lạ miệng hay lắm, mà nó rất là ngọt. Tại cái mực này nó mà nấu với bất kỳ cái món gì mà có cái món mực mà là cái nước lèo đó, nó rất là ngọt. Ngon và ngọt thanh nữa. Mực này mực nhỏ nhỏ nó tươi. Nó tươi mình nhai nó giòn giòn sực đã lắm. Ở đây là địa chỉ số 156C đường hồi nãy nó đường nhiều bên đường. Đúng không? 156C đường Trần Quang Diệu, phường An Thới, thành phố Cần Thơ. Quán không có tên, chỉ để là bún mực thôi. Bán đúng buổi sáng rồi hả? Đâu? Dạ bán tới trưa làm hết 4 giờ. À bán buổi 1-2 giờ hả? Dạ. Phải 4 mới nghỉ. Bún này là cái mực nó giòn nè, nó dè thôi. Cái dè của cái mực. Cái vèo con mực đó hả? À hàng kia nó giòn, nó nhỏ nhỏ giòn lên. Mà quán mở lúc nào? Dạ mở gần năm ạ. À mới gần năm thôi hả? Ồ. Đây gọi là cái vè con mực. Hèn chi nó giòn nữa, ăn nó không bị ngán. Huyết cũng ngon nữa. Cái vị bún mực này hơi giống giống bún Thái á. Nói chung là khá là lạ miệng nha bà con. Rồi mình có về Cần Thơ đi. Nếu mà có đi đâu ở khu vực An Thới thì cũng có một cái quán ăn, một cái quán bún bún mực bán buổi sáng.
của hai vợ chồng bạn bạn Đông dễ thương lắm. Dạ, ăn cũng khá là vừa miệng, bà con bác ghé ủng hộ nha. Dạ, nó nằm ở số đường 156 đường Trần Quang Diệu, 156C Trần Quang Diệu, phường An Thới, thành phố Cần Thơ. Nằm bên trong quán nhỏ nhỏ mà ngồi buổi sáng cũng thích lắm. À, ngồi ghế thấp 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 mà quán không có nhiều bàn, ổn định.